Xin chào các bạn đã đến với bản tin cuối ngày. Hôm nay bản tin chính của chúng ta sẽ nói về chủ đề virus corona. Và dưới đây là bài phỏng vấn trực tuyến của một bạn học sinh iSchool Ninh Thuận để nói về những hiểu biết của bản thân về loại virus này. Sau đây là bài phỏng vấn trực tuyến với một bạn học sinh trường iSchool Ninh Thuận. Chào bạn, bạn có thể giới thiệu về bản thân không? Chào tất cả các bạn, chào mọi người, mình tên là Đặng Y Quỳnh, học lớp 10A1 và học tại trường quốc tế iSchool. Bạn có thể cho mình hỏi vài câu hỏi liên quan đến dịch bệnh corona gần đây không? Vậy bạn biết gì về virus corona? Thì theo mình biết thì virus corona có thể lây qua đường hô hấp và nếu như mà để lâu thì có thể dẫn tới tử vong. Vậy bạn có biết dấu hiệu khi người bệnh mình nhiễm virus là gì không? Thì nó sẽ có các triệu chứng như là ho, sốt cao, rồi hắt hơi. Và nếu các trường hợp nghiêm trọng hơn thì nó sẽ dẫn đến như là khó thở. Virus corona được coi là một đại dịch hiện nay. Vậy thì cá nhân của bạn, bạn có biện pháp phòng chính để bảo vệ cho bản thân và những người xung quanh không? Thì theo mình thì nếu như mà ra đường thì mình sẽ đeo khẩu trang, và nếu như mà có tiếp xúc với người khác thì như là phải giữ khoảng cách một chút. Rồi nhưng mà tốt nhất thì nên đến nhà, nhà ở đâu thì ở yên chỗ đó. Rồi vệ sinh chân tay và nên ở sạch sẽ. Bạn có nhớ lớp và bạn bè hay có gì muốn gửi đến các bạn không? Thì mặc dù ở nhà thì cũng kiểu là được học online đầy đủ các kiểu, nhưng mà kiểu vẫn nhớ bạn bè lắm ba, kiểu cũng đi học trên trường các bạn vui. Cảm ơn bạn đã trả lời câu hỏi của chương trình. Chúc bạn có một sức khỏe tốt nha trong mùa dịch. Hiện nay con người đang đối diện với một vấn đề lớn và được quan tâm trên toàn cầu, đó là đại dịch corona. Một loại virus chủng mới xuất hiện khiến cho một số chuyên gia cho rằng nhờ nó mà cuộc sống chúng ta có thể kéo dài được khoảng 2 đến 3 năm tuổi thọ, hay giảm được tối đa các chất thải gây ô nhiễm môi trường mà từ trước đến nay đã có rất nhiều hiệp định đưa ra nhưng chưa thực sự cải thiện được. Và hiện việc tìm ra vaccine vẫn còn đang là một vấn đề. Được biết, nó là một loại virus được phát hiện đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào khoảng tháng 12 năm 2019 cho đến nay và đã lan rộng trên phạm vi toàn cầu, giết chết hàng ngàn người, ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, du lịch của các quốc gia trên thế giới và thậm chí còn nhiều lĩnh vực khác nữa. Tính đến ngày 3 tháng 4 năm 2020, theo thống kê trên toàn thế giới, có tới 1.015.667 ca nhiễm, tăng 79.710 ca, 53.200 người chết, tăng 5.955 người và con số này hiện vẫn chưa có xu hướng giảm. Bây giờ mình sẽ nói về dấu hiệu của virus corona. Loại virus này có sức tàn phá rất kinh khủng. Nó được truyền nhiễm khi người bệnh vẫn chưa có dấu hiệu của bệnh. Thời gian ổ bệnh thường là 7 đến 14 ngày. Và theo quy cách, một người nhiễm bệnh thấy họ bình thường sẽ tiếp xúc gần với 10 người. 10 người này lại tiếp tục tiếp xúc với 100 người. Và 100 người này lại tiếp xúc với 1.000 người. Và cứ thế số người mắc bệnh càng ngày càng tăng và không thể kiểm soát kịp thời. Theo như nghiên cứu thì những người già và những người có tiền sử bệnh tim, tiểu đường, huyết áp cao và các bệnh kinh niên về hô hấp có nguy cơ tử vong cao so với các thành phần còn lại. Vậy dấu hiệu khi con người bị nhiễm virus corona này là: dấu hiệu 1, cảm thấy khó thở. Dấu hiệu 2, ho nhiều. Dấu hiệu 3, đau cơ. Dấu hiệu 4, chảy nước mũi. Dấu hiệu 5, sốt cao. Dịch bệnh đang diễn ra rất phức tạp trên các quốc gia thế giới. Việt Nam cũng là nước chịu ảnh hưởng của dịch. Được biết, được tính đến ngày 3 tháng 4, số liệu thống kê cho thấy nước ta có đến 233 người nhiễm bệnh, tăng đến 11 người. Số bệnh phục là 75 người, tăng 12 người. Và hiện chưa có ca tử vong nào xuất hiện. Nếu không muốn khiến bản thân mình và mọi người xung quanh trở thành nạn nhân, thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta phải tuân theo cách như này nhé. Cái thứ nhất, sử dụng khẩu trang khi ra đường và sử dụng đúng cách. Cái thứ hai, tránh tiếp xúc với người sốt ho. Cái thứ ba, rửa tay thường xuyên với nước sạch, xà phòng hoặc nước rửa tay chứa cồn. Cái thứ bốn, tránh để tay lên mắt, mũi, miệng. Cái thứ năm, chỉ sử dụng các loại thực phẩm nấu chín và an toàn thực phẩm. Cái thứ sáu, đối với những người trở về từ vùng dịch nên có ý thức tự cách ly 14 ngày tối đa. Cái thứ bảy, chỉ ra đường nếu cần thiết.
Nói tóm gọn lại là cho đến ngày nay, corona vẫn còn hoành hành mạnh mẽ trên thế giới. Vậy nên là mỗi công dân của Việt Nam trong tình trạng chính phủ đã và đang kiểm soát chặt chẽ được phần nào làm ảnh hưởng. Chúng ta nên tự ý thức chấp hành các quy định và khuyến cáo của chính phủ đưa ra để chung tay bảo vệ Việt Nam trong tình trạng an toàn nhất có thể. Nếu chính bản thân mình đang có các dấu hiệu và có nghi ngờ mắc phải virus corona thì hãy liên hệ ngay đến đường dây nóng 1900 3228. Nếu có đủ điều kiện, mọi người hãy tải app trên các thiết bị cá nhân để cập nhật tình hình bệnh và theo dõi sức khỏe bản thân mỗi ngày. Và đừng quên rằng các bác sĩ đang cố gắng chiến đấu hết sức vì chúng ta. Vậy nên chúng ta hãy hành động vì sự hy sinh của họ. Hãy là một công dân thông thái và ở nhà nếu có thể nhé.